Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bình Thanh TV. Và ngày hôm nay thì mình đã mời đến nhà của mình một vị khách vô cùng đặc biệt, đó chính là... Chào các bạn, mình tên là Phương Thanh. Và mọi người hay gọi tụi mình chính là Song Thanh. Sáng hôm nay mình sẽ giới thiệu Phương Thanh cũng như các bạn một show mới tân hoàn toàn luôn, đó chính là 6 phút kể hết. Phúc kể hết. Và hôm nay Phương Thanh là khách mời vinh dự ở số đầu tiên của chúng ta nha. À này Phương Thanh à, còn mấy ngày nữa là đến Trung Thu rồi đúng không? Đúng rồi. Có ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người, bình thường thì mọi người sẽ làm gì vào đây Trung Thu? Ăn bánh, uống trà và thưởng trăng đúng không? Bên cạnh gia đình nè. Đúng rồi. Và nhân cái không khí đó thì hôm nay ngoài trời cũng đang mưa rất là to luôn. Và dưới trời lạnh như vậy thì mình sẽ uống một bình trà hai đậu tiết nóng hổi, kèm với đó là ăn các loại bánh Trung Thu. Và mình sẽ kể cho các bạn nghe về câu chuyện liên quan đến Tết Trung Thu. Hôm nay mình sẽ giới thiệu các bạn về những loại lồng đèn ở trong ngày Tết Trung Thu. Và đó cũng là nội dung của số đầu tiên 6 phút kể hết. Phương Thanh này, trong lúc mình nói càng mình bạn thì bạn giới thiệu với mọi người hôm nay mình sẽ thưởng thức những loại bánh Trung Thu này đi. Ok, thì hôm nay mình và Vĩnh Thanh sẽ cùng giới thiệu với các bạn ở đây có 4 loại bánh ha. Đầu tiên từ trái qua, bánh màu sắc có màu hồng rất là rực rỡ này à, thì mặc dù bề ngoài nó là màu hồng nhưng mà nó lại là nên trà xanh nha à, còn tiếp theo là bánh có màu tím nhạt thì nó là bánh nướng nhân khoai môn, và kế bên nó đó là bánh nướng nhiều lớp và nó có nhân đậu đỏ à, và cuối cùng là chiếc bánh có hình vuông rất là xinh xắn này đó là bánh truyền thống mà mọi người thường hay dùng ấy, thì chúng ta có 4 loại bánh đó. Ờ, hấp dẫn luôn nè. Giờ thì mình sẽ cắt bánh. Và vừa ăn bánh thì mình và Phương Thanh sẽ kể cho mọi người nghe về những chiếc lồng đèn của chúng ta từ xưa đến nay nha. À và hôm nay các bạn có thấy một điều đặc biệt không, là tụi mình đang mặc chiếc áo của Nhật Bản và ăn bánh Trung Thu. Và kể về những chiếc lồng đèn của Việt Nam. Hôm nay sẽ như là mình sẽ có một chuyến khám phá khắp châu Á đi các bạn. Và bên Nhật thì trước khi ăn thì mình có câu nói gì nè? Itadakimasu. Vậy đúng không? Dạ. Làm tỉnh 1, 2, 3. Itadakimasu. Là nghe chúc mọi người ngon miệng đúng không? À đúng rồi. Và giờ thì sẽ bắt đầu thưởng thức bánh và kể các câu chuyện về lồng đèn thế nào. Đây mời Phương Thanh miếng bánh đầu tiên, và bạn sẽ kể chiếc lồng đèn đầu tiên mà bạn biết. Thì nếu như nói về đầu tiên thì mình nghĩ mình sẽ nói về chiếc lồng đèn mà xưa nhất mà mình biết đi ha, xưa nhất mình biết thôi. Thì đó là chiếc lồng đèn nhựa cũ. Thì nó được làm từ phim nhựa nè, các loại băng cuộn phim mà thường người ta sẽ không dùng nữa. Thì những cái nghệ nhân, những cái người làm đèn á, thì người ta sẽ lấy những cái phim cũ đó và người ta sẽ chế tạo lại thành một cái đèn rất là xinh xắn, làm từ các loại phim nó cũng có rất là nhiều màu sắc. Và loại đèn này thì không, mình biết thì khá là xưa rồi, cho nên mình nghĩ là có rất là nhiều bạn trẻ bây giờ là không có biết được cái loại đèn này. À, thì nếu mà muốn tìm hiểu thì các bạn cũng có thể tìm hiểu mình hoặc là thông tin của nó trên mạng cũng rất là hay. Và mình sẽ để hình ảnh của nó đâu đây cho các bạn hình dung ra lồng đèn nó như thế nào nhé. Nghe kể thì cũng khá là hấp dẫn, cũng rất là tiếc thì hiện tại không còn lồng đèn nó nữa. Mình nghĩ cũng dễ hiểu thôi, tại vì hiện tại đâu còn phim nhựa hay là các cuộn phim nó đâu mình để có nguyên liệu làm lồng đèn không. Đúng rồi. Tiếp theo lời của Phương Thanh thì mình sẽ giới thiệu các bạn cái loại lồng đèn vô cùng quen thuộc, và mình tin chắc rằng ai cũng đã từng thấy cũng như là sở hữu cái lồng đèn đó. Không biết Phương Thanh có biết nó là gì không? Đó là gì nhỉ? Đó chính là lồng đèn lon. À đúng rồi. Lúc xưa còn nhỏ của mình đó, thì mình và các bạn trong xóm đó, thì sẽ tận dụng là những cái chiếc lon cũ, lon sữa bò này, lon Coca Cola, lon nước ngọt Pepsi đó không? Các loại lon đó đúng rồi. Mình sẽ tận dụng lại và mình sẽ làm một chiếc lồng đèn. Nói thì nghe có vẻ như là nó hơi cũ hoặc là hơi không được đẹp lắm, nhưng không nha, cái lồng đèn vô cùng độc đáo và cực kỳ đẹp luôn á. Có nghĩa là mình sẽ phải sử dụng là những cái loại lon đó, và mình sẽ phát lỗ
cũng như là phép cái vị trí mà xỏ cái cây tre ngắn ngắn thôi để chúng ta có thể cầm được cái lồng đèn đó, và phép những cái lỗ xung quanh cái lon đó để mà khi mà tối á ta sẽ đốt cái đèn cày trong cái lồng lon và ánh sáng được xuyên qua những cái lỗ đó vô cùng lung linh và cực kỳ đẹp luôn đó. Nếu như buổi tối thì nó sẽ giống như là một sáng di động luôn nè. Đúng rồi, chiếu sáng rất là đẹp. Vừa tiết kiệm nè, vừa tận dụng là những cái đồ phế liệu nè, vừa có thể sở hữu dễ dàng một cái loại lồng đèn mà không tốn bất kỳ chi phí nào hết, thì mọi người cũng sẽ nâng cấp lên một xíu, nó trở thành thêm bánh xe chẳng hạn để ta có thể đẩy đi, và thanh tre nó sẽ dài hơn, tại vì sắt cầm bình thường thì các bạn sẽ đẩy nó đi nó tính tiền hơn, mà nó sẽ còn có gì đó phương tiện thôi. Chẳng hạn lúc đó thì người ta sẽ gọi nó là đèn xe lon, hay còn gọi là đèn bóng bơ, hoặc là ta sẽ cắt cái lồng nó thành những cái nang nhỏ nhỏ để chúng ta sẽ ép lại nó thành một cái thành quả trám, gọi là lồng đèn quả trám. Rất là nhiều hình dạng được cái lon mà các bạn sáng tạo lên. Mà đèn quả trám thì chúng ta sẽ sắp đúng không ạ? Đúng rồi, cầm nó đi. Còn đèn xe lon chúng ta sẽ đẩy nó. Đúng rồi. Từng cái lon thì chế tạo ra rất là nhiều số lượng đẹp. Và từ cái nâng cấp đó thì thay vì đẩy nhàm chán bình thường á, thì những cái người chế tạo sẽ nâng cấp thêm, đó là vừa đẩy mà cái lồng đèn lon, cái lon chúng ta có thể xoay vòng tròn được, đó là đèn cù và đèn ông sương. Nếu như mà nói về một cái đèn xoay đèn như vậy á, thì chúng ta lại chợt nhớ ra một loại đèn cũng gần giống như vậy, bắt nguồn từ Trung Quốc nhưng mà chất liệu của nó lại khác, cứ làm bằng giấy hoặc là nhựa, thì đèn đó cũng là một loại đèn hình trụ tròn, và nhưng mà bên trong á người ta sẽ để ra những cái hình dáng là thành con vật hoặc là hình rất là nhiều thứ mà người ta muốn để vào, thì khi mà thắp sáng lên á thì nó sẽ xoay nè, và những cái hình phía trong á thì nó cũng di chuyển động xoay theo, thì khi đó thì hình ảnh chiếu ra bên ngoài rất là đẹp, và người ta sẽ gọi đèn đó là đèn kéo quân, bắt nguồn từ Trung Quốc và cũng khá là xưa rồi, nó bắt nguồn từ cổ xưa. Chắc là nhiều bạn thích xem phim cổ trang, phim Trung Quốc thì các bạn có thể biết cái đèn đó rất là đẹp. Theo đây là cái lồng đèn vô cùng gọi là phổ biến và cực kỳ gọi là đại trà, hầu như ai cũng từng sở hữu, và hiện tại đến bây giờ lồng đèn nó vẫn còn đang được sử dụng rất là nhiều luôn, với một cái hình tượng vô cùng đặc biệt luôn. Không biết Phương Thanh có biết gì không? Mình nghĩ là Phương Thanh đang nói đến đèn ông sao đúng không ạ? Chính xác. Và cái đèn ông sao này đúng là nó rất là phổ biến với mọi người, thì hầu như là từ trẻ em cho đến người lớn, người già thì ai cũng biết đến nó, thì chất liệu của nó rất là dễ làm luôn, làm được tre với giấy kính. Thì hình dáng cơ bản của nó lúc trước hình dáng cơ bản của nó là hình ông sao, sau này nó được cải tiến lại thành nhiều hình dạng mà mọi người muốn. Thì không biết là gọi nó là đèn ông sao thì chúng ta thấy là nó có cái đặc điểm gì nổi bật không ạ? Đèn ông sao thì thường thường mọi người tới Trung Phương hay nghe bài hát gì? Đèn ông sao sao trong cánh tươi mà tại vì nó có thì có nghĩa là cái đèn ông sao đó nó rất là phổ biến trong các bài hát, cũng như là nó có một cái ý nghĩa. Đầu tiên các bạn nghĩ đó là gì? Là ngôi sao năm cánh, là biểu tượng của quốc huy của nước Việt Nam chúng ta đúng không ạ? Đúng rồi. Và ra thì không biết Phương Thanh có biết thêm cái ý nghĩa nào đó tại sao đồng đèn ngày lại được sử dụng vô cùng phổ biến không? Phương Thanh cũng nói thêm ạ. Theo như mình tìm hiểu được biết đó, thì lấy biểu tượng là ngôi sao năm cánh làm đồng đèn trung thu, là vì vào thời chiến tranh đó, thì khi mà tết trung thu đó, thì mọi người sẽ thắp cái đồng đèn ngôi sao này ánh sáng cho nó sáng lên, giống như một cái lời cảnh báo đến những quân xâm lược là hãy tránh xa và hãy rời khỏi đây để bảo vệ một cái sự hòa bình độc lập cho nước Việt Nam. Cái điều đơn giản là có ý nghĩa như vậy, rất là đặc biệt. Và bây giờ cái đồng đèn ngôi sao như Phương Thanh đã có nói đó, nó đang rất là phổ biến với cái hình dạng khác nhau, còn là ngôi sao lụa mình, còn cái chép nhỏ vân, mà nó được gọi chung quá là lồng đèn giấy kiếm. Nói đến đèn giấy kiếm thì lại có những cái kỷ niệm rất là thú vị nè. Ví dụ như thường trong những trường trung học, học sinh sinh viên ấy, thì người ta thường hay tổ chức thi làm lồng đèn ngày trung thu, hoặc là tổ chức làm lồng đèn để tình nguyện cho các em nhỏ. Thì mình cảm thấy những cái hoạt động này rất là ý nghĩa đặc biệt, thì mình rất là thích. Không biết là Phương Thanh có cái kỷ niệm nào đặc biệt của chiếc đèn này không? Tại vì nó khá là phổ biến cho nên là mình nghĩ sẽ có. Về kỷ niệm thì mình có chia sẻ mọi người luôn là năm cấp 2 thì ở trường mình cũng có tổ chức một cuộc thi làm đồng đèn, thì mình cũng muốn làm thử và suy nghĩ mãi thì không biết là nên làm đồng đèn nào cho nó đặc biệt, cho nó sáng tạo xíu để dễ dàng có khả năng đổ mà. Thì mình lựa chọn là hình hoa sen, và thấy là mình và chú của mình cùng nhau làm cái đó, một khung là mình tre chốt ra xong mình tạo những cái cánh hoa sen rồi ghép lại, nhưng mà do không có tìm hiểu kỹ, không có biết cách làm cụ thể của nó cho nên làm nó không có được đẹp, cũng như là khi mà chán ghép làm nó không có căng ra,
cái lồng này nó cũng bị tê và không nên đi dùng thay được. Rất là tiếc nha. Nhưng mà mình cũng có thể dùng nó để tự chơi. Đó là cái mà mình tự làm thì sẽ có ý nghĩa và vui hơn. Biết gì Phương Khanh còn biết thêm cái loại lồng đèn nào nữa không? Ngoài ra thì Khanh cũng có biết một cái loại lồng đèn là lồng giấy. Mọi người thường hay gọi nó là lồng đèn giấy đơn giản hoặc là lồng đèn giấy nhúng. Thì anh thấy cái hình dạng của nó khá là đặc biệt. Giấy nó không giống như loại giấy bình thường. Không biết là Vĩnh Thanh có hiểu về cái đèn này không ha? Thì mình cũng may mắn là mình nhỏ cũng đã từng được chơi cái lồng đèn giấy nhúng này rồi. Thì chất liệu của nó là mình đồng cháy và cái khung của nó sẽ là bằng kẽm hoặc là những cái tổng sắt sắt dẻo để ướt thành khung. Thì nó cũng có nhiều hình dạng lắm, như là hình cầu nè, hình trụ nè, thậm chí hiện tại bây giờ nó cũng tạo hình cá két hình này kia nữa. Tại do giấy rất là dễ làm, đặc biệt là khi in thì mua hình bằng kẽm dễ dàng in lên giấy để mà làm cái lồng đèn cho nó rất là đẹp bắt mắt. Thì nó làm giấy nó rất là nhẹ và tiện mang đi. Đặc biệt là cơ chế của giấy nhúng á thì nó sẽ có xếp những cái đường khúc với nhau á, không có phải là một tấm giấy thẳng, nó sẽ dúng với nhau và cơ chế nó rất là dễ gấp gọn lại. Thường người ta thiết kế ta cũng sẽ gấp để xếp nó lại gọn và dễ dàng mang đi, khi nào xài buông ra thôi. Như Vĩnh Thanh nói thì mình lại nhớ thường là lúc trước mì, trong thùng mì Coco Mi ấy, người ta thường hay có để những cái loại đèn như vậy đúng không nè? Đúng. Người ta tặng kèm ấy. Thì tới Trung Thu thì mình ngoài ăn bánh thì mình mua mì mua mì ăn để lấy đèn chơi nè. Mình khá là thú vị. Sắp tới Trung Thu thì Coco Mi sẽ quảng cáo và tặng khi mua kèm phần mì những cái đồng từng cá vàng nữa. Hình như có những hình thù khác nữa, rất là đẹp luôn. Và mình không phải đang quảng cáo này, mình chỉ muốn nói về đèn thôi. Ok. Nói về đèn thì mình sẽ nói về nó thôi. Dành cái loại lồng đèn của Coco Mi á, nó sẽ là cái loại lồng đèn hiện đại mà hiện tại mọi người cũng đang dần phổ biến, là sẽ sử dụng là giấy cứng và nó sẽ có độ chắc chắn là bền hơn là so với giấy nhúng và cũng như là việc tinh ấn nó cũng dễ dàng hơn và nó sẽ sử dụng cơ chế là lắp ghép với nhau giống như các bạn chơi trò xếp hình đó. Thì có những cái mối nó lắp với nhau xếp với nhau giống như là nghệ thuật xếp hình của Nhật Bản hay Comi á, cho nên nó cũng sẽ dễ tạo thành những hình khác nhau. Và nãy giờ mình nói rồi thì từ xưa tới bây giờ luôn thì đa số các bạn hiện thấy là mình Trung Thu thì sẽ sử dụng cơ chế nào để thắp sáng? Nến. Đúng rồi, là đèn cày thôi. Và khi thấy sử dụng đèn cày thấy có bất tiện không? Đúng rồi, rất là bất tiện tại vì rất là nguy hiểm mà, hay dễ cháy, bắt cháy, rất là nguy hiểm. Cũng như là khi sử dụng các bạn phải thủ theo như là quẹt ghim nè, và hột quẹt nè, để khi mà có gió thổi tắt thì mình phải thắp lại để chơi tiếp tục. Nếu chơi lâu còn phải đem theo đèn cày nữa ha, đèn cày dự phòng nè. Đúng rồi. Rất là bất tiện. Cho nên là hiện tại là loại đèn mà người ta thường dùng bây giờ thì nó đã phát triển lên, nó đã cải tiến lên thành đèn pin đúng không nè, đèn nhựa dùng pin. Thì cái loại đèn này mình thấy hiện tại là mọi người dùng nó, hầu hết tất cả mọi người đều dùng nó, không có dùng những cái loại đèn cũ nữa. Bởi vì là nó vừa dễ chơi nè, chỉ cần cầm cái cầm bật pin là nó có thể chạy thôi, và nó có nhạc nè. Nó có thể xoay rất là đẹp, nó phát ra ánh sáng và có thể có rất là nhiều hình dáng khác nhau nè. Rất là vừa tiện vừa đẹp. Đúng rồi. Thì giới hiện thời hiện đại 4.0 rồi thì ngày càng cải tiến hơn và hầu như là cái đèn Trung Thu bằng nhựa và xài pin nó sẽ khắc phục hoàn toàn cái khuyết điểm mà từ trước tới giờ các bạn đã thấy khi mà sử dụng đèn Trung Thu. Đúng rồi, khắc phục hoàn toàn luôn. Và bên cạnh đó thì nó vừa sao ta thẩm mỹ nè, vừa tiện lợi, giá thành cũng rẻ nè, vừa đẹp nữa. Và ánh sáng là gió hay cái nào cũng không bị tắt. Và kèm theo nó là có nhạc rất là vui nữa. Đó là những cái loại đèn mà mình và Thanh biết. Thì nếu như mà mọi người còn biết loại đèn nào khác hoặc có loại đèn nào thú vị hơn, vui hơn và có ý nghĩa hơn thì mọi người hãy comment phía dưới để tụi mình cùng nhau chia sẻ nha. Đúng rồi đó. Và nhân dịp này thì mình sẽ chúc các bạn có một mùa Trung Thu thật là vui vẻ, ấm áp và hạnh phúc bên gia đình. Và bây giờ thì Phương Thanh và Vĩnh Thanh xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Nhớ nhấn like và subscribe kênh của mình nhé. Bye bye. Và ngày hôm nay thì mình không ngày hôm nay. What? Ở trong lớp thì mình ngất chơi.
hay là trong lúc mình pha trà thì trong lúc mình Phương Thanh là trong lúc One hour later. Cái quan trọng là nãy giờ có chuẩn bị trà. Nãy giờ có quay chưa vậy? Có. Rồi cứ nó có quay chưa. What the hell? Không biết, rất là giống bánh trứng luôn. Và nhân nó là gì? Nhân nó là nhân. Trà xanh. Trà xanh hả? Ủa, cái này trà xanh có giống chó. Cái này là đỏ. Cái này trà xanh này đậu đỏ nè. Cái này mới là đậu đỏ nè. Cắt ra cũng vậy. Cắt cái này cũng màu đỏ. Cái này màu xanh, cái này màu tím nè. Cái này màu xanh là trà xanh. Còn đây màu đậu đỏ nè. Màu tím là đậu đỏ ha. Wow. Không biết thì tiếng Nhật có cái câu chào nè. Tự nhiên mỗi khi nhớ. Từ. Xin chào bà Hiền. Không, Vĩnh Thanh. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong lại đi. Cứ bị nhấp nhờ. Thôi cứ bị nhấp nhờ.